Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hoàn lưu cơn bão số 6 gây thiệt hại về người và tài sản tại một số địa phương mà cơn bão đi qua. Nhiều bệnh nhân và người dân tỏ ra hoang mang trước thông tin thuốc ung thư giả được nhập về Việt Nam. Việt Nam tham dự diễn đàn quốc tế tuần lễ Á-Âu với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu là đại diện cơ quan chính quyền, giới doanh nghiệp và hiệp hội kinh doanh từ 42 nước. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đã trao đổi về mối quan hệ Việt Nam-Myanmar, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar và cùng nhất trí cho rằng việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng cầm quyền sẽ tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và là nền tảng chính trị cho sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thiết lập chính thức quan hệ đối tác hợp tác toàn diện và cho rằng đây là dấu mốc mới, tầm cao mới và động lực mới cho quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đã khẳng định sẽ chỉ đạo chính phủ và các cơ quan hữu quan hai nước khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai để sớm đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện đạt kết quả cụ thể, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước. Thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, hai ngày nay một số địa phương đã có mưa to, dông lốc và sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản. Tại Hà Giang, ngày 24 tháng 8, mưa lớn kèm theo dông sét đã làm một người bị thương nặng ở huyện Xín Mần. Nhiều tuyến đường giao thông trong tỉnh đã bị chia cắt do sạt lở đất đá. Mưa lớn và gió lốc cũng đã làm 5 nhà bị sập hoàn toàn. Hơn 100 nhà dân trường học bị tốc mái, gần 700 hecta lúa tại huyện Xín Mần, Quản Bạ và Yên Minh bị thiệt hại. Còn tại Lào Cai, hơn 750 ngôi nhà bị tốc mái, mưa lớn và gió lốc còn làm hư hại hàng chục hecta lúa, ngô và hoa màu. Một số trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bị tốc mái. Thưa quý vị, như vậy là đã 21 ngày kể từ sau trận lũ quét xảy ra tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nguyên nhân của trận lũ quét này được Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố do lượng mưa lớn, cục bộ, địa hình sườn dốc, địa hình núi cao, địa chất khu vực này khá phức tạp. Tuy nhiên thì còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là do người dân gây ra. Đó là tình trạng phá rừng, đốt rẫy làm nương trong nhiều năm đây đã khiến cho khu vực này có thảm thực vật quá yếu, diện tích bị che phủ, khiến cho khả năng giữ nước bị suy giảm và do đó không thể ngăn được lũ quét. Lũ đi qua, gần 100 ngôi nhà ở rốn lũ Nậm Păm, huyện Mường La đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Theo lời những người già nhất tại xã này, cơn lũ xảy ra nhanh và quá bất ngờ. Khoảng hơn 30 năm về trước, khu vực này vẫn là rừng già. Nhiều cây cối có đường kính trên 50cm đến 1m. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng trong nhiều năm trước đây để lấy gỗ và phục vụ cho các nhu cầu kinh tế đã khiến nhiều khu vực rừng già ở khu vực này nay đã không còn. Trước đây, ở ngay chỗ này, rừng già vẫn còn nhiều lắm. Lũ quét cũng có, nhưng nhỏ, chứ không lớn như thế này. Giờ thì rừng già bị phá nhiều lắm rồi. Theo số liệu khảo sát của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, độ che phủ của rừng tại đây khá thấp, chỉ đạt trên 40% diện tích đất lâm nghiệp, còn lại chủ yếu là đất canh tác ngô hoặc nương rẫy. Đáng chú ý, nhiều diện tích rừng ở khu vực này là rừng nghèo, ít có giá trị đa dạng sinh học. Khu vực này ở xã Nậm Păm, huyện Mường La, hầu như rất ít các loại cây có đường kính trên 50cm, mà chỉ còn các loại cây vừa và nhỏ, diện tích che phủ thì thấp. Vì vậy, khả năng ngăn nước mặt cũng như các loại đá lăn và đá đổ trong trận lũ vừa qua của thảm thực vật ở đây là rất kém. Theo các chuyên gia lâm nghiệp, tình trạng phá rừng ở Tây Bắc những năm trước đây đã để lại những hậu quả nặng nề. Rừng tự nhiên có trữ lượng tốt, có thể giữ được 80% lượng nước chảy qua. Nhưng nay, với nhiều diện tích rừng tự nhiên bị mất đi, khả năng giữ nước từ rừng không còn như trước. Tại sao Sơn La, Mù Cang Chải là những nơi trước đây rừng rất tốt,
bây giờ nó mất cái rừng tự nhiên. Mặc dù con người đã mất rất nhiều tiền để trồng lại cái rừng ấy, nhưng mà chúng ta thấy là cái rừng trồng nó chỉ có một tầng thôi. Bây giờ tôi trồng cây keo nó chỉ có một tầng cây keo cao 7-8 mét. Tôi trồng cây thông thì có thể nó cao đến 20 mét. Vì vậy cái năng lực trữ nước của nó chỉ bằng 1/3, 1/4 đối với rừng tự nhiên thôi. Bộ Tài nguyên Môi trường thì đã cử các đồng chí đầu ngành của Viện Địa chất Khoáng sản lên đánh giá làm rõ nguyên nhân của trận lũ và khuyến cáo với tỉnh Sơn La một số nội dung. Trong một số khuyến cáo đó thì đoàn của Viện Địa chất Khoáng sản khuyến cáo một là trồng lại rừng, phục hồi lại rừng để làm sao nó giữ được nguồn nước và cũng như nó đảm bảo được ngăn được những cái cơ trượt khi tránh ra cái trượt lở. Tại khu vực miền núi phía Bắc, rất nhiều vạt rừng xanh đầu nguồn bị tàn phá thành đất trống đồi trọc và chính con người đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ thiên tai. Theo dự báo, trong thời gian tới, thiên tai sẽ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực có thể đến bất cứ khi nào. Liên quan đến vụ việc công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ trong vụ việc này. Báo cáo phải được trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 này. Dự kiến ngày hôm nay 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ ra phán quyết về vụ án này. Bộ Y tế cho biết sau khi có phán quyết cuối cùng của Tòa án thì Bộ sẽ xử lý nghiêm khắc theo đúng pháp luật, không bao che đối với những đơn vị cá nhân vi phạm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế nếu có. Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2014, công ty VN Pharma Việt Nam đã nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H. capita 500mg. Kết quả giám định của Bộ Y tế cho thấy lô thuốc nhập khẩu này chứa 97% hoạt chất không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Tại phiên tòa xét xử, một chi tiết cũng được công bố là các bị cáo đã chi xấp xỉ 7,5 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các bác sĩ tại những bệnh viện mà công ty này có quan hệ cung ứng thuốc. Vụ việc này đã khiến dư luận những ngày qua tỏ ra hết sức lo lắng. Câu hỏi đặt ra là thuốc của công ty này đã đến được với người bệnh hay chưa? Và để tìm hiểu về vấn đề này thì phóng viên của chúng tôi đã đến Bệnh viện Ung Biếu TP.HCM, một trong những đơn vị tiếp nhận điều trị bệnh nhân ung thư nhiều nhất ở phía Nam. Khoa khám bệnh Bệnh viện Ung Biếu TP.HCM, nhiều bệnh nhân và người thân tỏ ra hoang mang trước thông tin có thuốc ung thư giả được nhập về Việt Nam. Đã là bệnh nhân thì ung thư mà, thì cũng giống như là thập tử nhất sinh rồi, cũng không biết là có sống được bao lâu mà bây giờ lại phải dùng phải thuốc giả nữa thì cảm giác như là cái người bệnh nhân người ta mất hết lý trí, người ta cũng không còn tin tưởng vào y tế, cũng không tin tưởng vào thuốc nữa. Cũng kỳ vọng là bên Bộ và Sở Y tế sẽ kiểm soát gắt gao về cái vấn đề giấy tờ về thuốc này. Ba em bị ung thư, nhưng ngay cả ba em mà mua được chúng cái thuốc giả đó thì những cái tác dụng phụ của thuốc giả đó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể của ba em như thế nào? Đại diện Bệnh viện Ung Bướu cho biết, hoạt chất trong thuốc mà công ty VN Pharma đang được xét xử, bệnh viện chưa từng sử dụng. Hiện tại thuốc điều trị ung thư của bệnh viện sử dụng 5 hoạt chất mà không có H. capita. Bệnh viện tại thời điểm đó thì bệnh viện chỉ sử dụng một cái thuốc biệt dược gốc Celoda của hãng Roche. Cũng theo Bệnh viện Ung Bướu, hiện tại các nhà thuốc cung cấp thuốc cho bệnh viện sẽ phải trải qua đấu thầu và được kiểm soát chặt bởi Sở Y tế TP.HCM. Có tổng số 7 hoạt chất có trong thuốc điều trị ung thư được kiểm soát. Đối với bệnh viện công, sẽ có hàng rào kiểm soát chất lượng trước khi vào bệnh viện. Cục Quản lý Dược cũng có cảnh báo là các cái công ty sản xuất phải phối hợp với các cơ sở điều trị để mà theo dõi các cái phản ứng có hại của thuốc và có báo cáo về Cục Quản lý Dược. Theo các chuyên gia, quy trình cấp phép nhập khẩu thuốc đã có rõ ràng. Tuy nhiên, sau các sự việc, cần rà soát lại các quy trình này nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân. Một tin vui cho nông sản của Việt Nam đó là Australia vừa tuyên bố chính thức mở cửa thị trường cho quả thanh long của Việt Nam xuất khẩu vào nước này. Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ tuần lễ APEC về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tại Cần Thơ. Như vậy là sau quả vải thiều và xoài, thanh long là loại quả tiếp theo được Australia mở cửa thị trường cho Việt Nam. Thanh long là mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt gần 900 triệu đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 50,3% trong xuất khẩu trái cây tươi. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia để mở cửa cho một số loại hoa quả tươi khác của Việt Nam như chôm chôm, vú sữa, nhãn.
Sáng ngày 24 tháng 8 tại Astana, thủ đô của Jakarta, trong khuôn khổ triển lãm quốc tế Astana Expo 2017 đã diễn ra diễn đàn quốc tế tuần lễ Á-Âu với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu là đại diện cơ quan chính quyền, giới doanh nghiệp và hiệp hội kinh doanh từ 42 nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu SNG, các quốc gia Đông Nam châu Á, châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Jakarta Đoàn Thị Xuân Hiền đã tham dự diễn đàn. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Kazakhstan nhấn mạnh, thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi nội khối, giảm các rào cản phát triển thương mại, đã tạo cơ hội để mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với nước ngoài. Theo Thủ tướng Kazakhstan, khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam có hiệu lực hồi năm ngoái, kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương đã tăng 26,9% trong nửa đầu năm nay, tương đương 500 triệu đô la Mỹ. Trong khuôn khổ diễn đàn, ban tổ chức sẽ dành một phiên họp để đánh giá quan hệ hợp tác giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với Việt Nam. Ban tổ chức đã dành riêng cho chúng ta một cái phiên để mà đánh giá lại một năm Việt Nam cũng như là các nước trong Liên minh đã phối hợp để triển khai cái Hiệp định Thương mại Tự do như thế nào, hiệu quả trong gần một năm thực hiện đã đạt được những cái gì, định hướng cho những cái công việc tiếp theo để chúng ta tiếp tục triển khai có hiệu quả cái Hiệp định Thương mại Tự do và nhằm tạo những cái hành lang pháp lý tốt nhất cho các cái doanh nghiệp giữa các bên có thể xuất khẩu hàng hóa sang nhau. Với 30 phiên thảo luận về 13 lĩnh vực kinh tế, đại diện các quốc gia của Liên minh cùng Ủy ban Kinh tế Á-Âu sẽ thảo luận về bước đi cụ thể nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập trên lãnh thổ của Liên minh Kinh tế Á-Âu, đề ra chiến lược chung phát triển kinh tế của Liên minh trước những thách thức toàn cầu, áp dụng công nghệ số vào kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển tiềm năng xuất khẩu của các nước thành viên. Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế Astana Expo 2017, từ ngày 27 đến 31 tháng 8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức một gian hàng và Ngày Quốc gia Việt Nam nhằm giới thiệu về đất nước, con người, về tiềm năng du lịch Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Thổ Nhĩ Kỳ ký các hiệp định quan trọng với Việt Nam là tiêu đề bài viết được đăng tải trên báo Mediatas bằng tiếng Pháp. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Binali Yildirim đã khẳng định muốn tăng gấp đôi khối lượng thương mại với Việt Nam để đạt được 4 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới. Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ luôn tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ký 3 hiệp định quan trọng để thúc đẩy thương mại gồm hợp tác trong các lĩnh vực tự do, khu chế xuất và khu kinh tế độc quyền, hợp tác hải quan và hỗ trợ hành chính. Trên trang tin tức của báo Giang Tây có bài viết sắp khai trương đường bay Nam Xương Hà Nội, một buổi hội thảo hợp tác phát triển du lịch Việt Trung vừa diễn ra tại thành phố Nam Xương, Trung Quốc. Theo thông tin đưa ra tại hội thảo, chuyến bay thẳng Nam Xương Hà Nội sẽ chính thức được khai trương vào ngày 17 tháng 9. Đường bay này do hãng hàng không Xi'an Peng khai thác mỗi tuần 2 chuyến vào thứ tư và chủ nhật, tạo thuận lợi cho người dân đi du lịch. Báo Đất Việt đăng tải bài viết phóng vệ tinh do chính người Việt thiết kế chế tạo. Bài báo phỏng vấn ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, nhân sự kiện Đài Thiên văn Nha Trang, Đài Thiên văn đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động. Theo đó, ông Tuấn khẳng định sắp tới Việt Nam sẽ phóng vệ tinh do chính người Việt Nam thiết kế chế tạo lên vũ trụ. Sự kiện được đánh giá là khởi đầu quan trọng trong ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam. Người dân thành phố Hồ Chí Minh háo hức trải nghiệm tàu buýt trên sông đầu tiên là thông tin được đăng tải trên trang VOV. Theo đó thì thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức hạ thủy và vận hành kỹ thuật cho tuyến buýt trên sông đầu tiên sau nhiều lần trì hoãn. Đây được xem là một loại hình di chuyển độc đáo không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho người dân mà còn giúp cho thành phố tận dụng thế mạnh của dòng sông Sài Gòn để phát triển du lịch. Sau khi vận hành kỹ thuật thành công, dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2017, nhà đầu tư sẽ đưa tàu vào khai thác thương mại. Người dân thành phố thì đang hết sức chờ đợi từng ngày để chính thức được sử dụng phương tiện này. Trong phần tiếp theo của bản tin, hình thức đầu tư Corotel hay còn gọi là căn hộ khách sạn, một hình thức bất động sản mới đang tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Đẩy mạnh khai thác không gian du lịch Huế về đêm đang được chú trọng triển khai với sự ủng hộ tích cực của người dân.
Chuyển sang phần tiêu điểm, đầu tư chung cư cho thuê lợi nhuận hàng năm chỉ khoảng 3,8% giá trị căn hộ, lãi gửi ngân hàng cũng chỉ 7% một năm nếu gửi kỳ hạn dài. Nhưng có một hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận trên 10% một cách đều đặn, không lo sụt giảm, đó là hình thức đầu tư condotel hay còn gọi là căn hộ khách sạn, một hình thức bất động sản mới đang tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thị trường căn hộ khách sạn, căn hộ dịch vụ, căn hộ du lịch, nghỉ dưỡng trong hai quý đầu năm 2017 đang có sự phát triển rất lớn và có dấu hiệu cung vượt cầu. Tỷ lệ căn hộ condotel hiện chiếm khoảng 56%, cao hơn nguồn cung phòng khách sạn resort vốn chỉ chiếm 44% tổng nguồn cung. Nguồn cung condotel hiện chủ yếu các tỉnh, thành phố ven biển như Nha Trang, thành phố Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng theo Savins Việt Nam, condotel hiện là loại hình đầu tư được ưa chuộng nhất trong các sản phẩm ngôi nhà thứ hai. Và cụ thể, tính đến năm 2019, condotel được dự báo sẽ chiếm 65% nguồn cung ngôi nhà thứ hai tại các thị trường ven biển. Nguồn cung và lợi nhuận cao như vậy, nhưng trong những tháng đầu năm nay, sức tiêu thụ của condotel lại giảm nhiệt. Trong số 1.000 căn condotel tung ra thị trường thì tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt khoảng 30%. Lo ngại lớn nhất là do chưa có những quy định pháp lý cụ thể về hình thức bất động sản này. Hối hả, khẩn trương chỉ vài tháng sau khi khởi công, dự án condotel Sonasi tại Phú Quốc đã thành hình. Đây là một trong những dự án được khách hàng đón nhận nhiệt tình do vị trí đặc biệt, cam kết lợi nhuận lên tới 10%. Tuy vậy, điều băn khoăn lớn nhất của cả khách hàng và chủ đầu tư dự án là thời gian sở hữu căn hộ khách sạn. Các nhà đầu tư quan tâm đó là tính pháp lý của căn hộ nghỉ dưỡng. Liệu căn hộ nghỉ dưỡng có được quyền sở hữu lâu dài hay chỉ có thời hạn 50 năm như các cái loại hình bất động sản nghỉ dưỡng khác? Về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu condotel, các địa phương cũng có cách ứng xử khác nhau. Nếu tại Phú Quốc, condotel được áp dụng quy định nghĩa đất ở, có quyền chuyển nhượng và được sở hữu lâu dài, thì Bà Rịa Vũng Tàu condotel chỉ là dự án đầu tư công trình dịch vụ du lịch nên không có các quyền trên. Rất khó, và lúc này là một cái thứ đang tồn tại, chúng ta cần phải thay đổi pháp luật một cách nhất quán. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ kìm hãm cái quá trình phát triển du lịch. Và tôi cho rằng chuyển nó sang là giống như đất ở là hoàn toàn đúng, bởi vì nó sẽ có tác động phát triển du lịch rất mạnh, đúng như là cái kỳ vọng của chính phủ là kinh tế du lịch là kinh tế mũi nhọn. Đứng về phía chủ đầu tư, do hiện nay các thủ tục pháp lý liên quan đến loại hình này chưa rõ ràng, nên sự vận dụng của mỗi chủ đầu tư cũng mỗi khác. Hài hòa giữa lợi ích nhà nước, chủ đầu tư, chủ sở hữu là mục tiêu hướng tới trong việc đưa ra khung pháp lý đối với condotel, một loại hình đầu tư hứa hẹn mang lại nhiều hiệu quả cho các bên. Và khoảng trống pháp lý đó chỉ được giải quyết khi các bộ ngành liên quan sớm ban hành những quy định cụ thể. Vừa qua cũng đã có cái báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để đề nghị cùng với các cơ quan chức năng, các bộ ngành có liên quan theo cái chức năng của mình thì sẽ có những quy định cụ thể, ví dụ như là ban hành sửa đổi bổ sung quy chuẩn tiêu chuẩn, ban hành về chế độ sở hữu, chế độ quản lý sử dụng trong cái thời gian tới, có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hay không, rồi vấn đề có được giao dịch chuyển nhượng, thuê hay là mua bán như thế nào thì nó lại liên quan đến Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính, hoặc là liên quan đến diện tích sử dụng, rồi đến điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nó lại liên quan đến quy chuẩn tiêu chuẩn. Chuyển sang những thông tin khác. Theo như một nghiên cứu gần đây của trang web jobstreet.com tại Việt Nam, nghề chuyên viên quảng cáo trực tuyến hiện đang là một trong ba nghề hấp dẫn nhất trong năm nay, cả về sức hút của nghề lẫn nhu cầu của thị trường. Vậy tại sao nghề này lại hấp dẫn đến như vậy và thị trường đang cần nguồn nhân lực này như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. 8 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến này nhận được số đơn đặt hàng tăng 10 đến 15% so với năm ngoái. Công ty cho biết, đa phần nhân viên của mình đều là những người trẻ tuổi, thành thục kỹ năng sử dụng các công cụ mạng xã hội và có năng lực sáng tạo để có thể tổ chức các chiến dịch quảng cáo đa nền tảng. Các bạn lên những cái chương trình để chạy AdWords trên Facebook chẳng hạn, trên Google, thì những cái đấy tuy rằng rất là quan trọng nhưng mà nó lại là một cái nguồn kiến thức mà nó sẵn sàng cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể học một phần nào nếu họ thật sự cố gắng. Mọi người chỉ cần một chiếc điện thoại di động hay là một cái laptop cũng có thể tự biến mình thành những cái nhà quảng cáo khá là thành công. Dễ học, dễ làm cùng với mức lương hấp dẫn, đó là lý do vì sao nhiều bạn trẻ chọn con đường làm chuyên viên quảng cáo trực tuyến để trải nghiệm năng lực của bản thân.
không chỉ các doanh nghiệp chuyên về quảng cáo trực tuyến có nhu cầu tuyển dụng, mà bản thân một số công ty lớn cũng cần có bộ phận riêng để làm quảng cáo trực tuyến. Đối với agency mà làm cho mình thì người ta sẽ không trực tiếp làm cái sản phẩm đấy, người ta sẽ không hiểu được sâu. Nếu mà có thể thành lập được một cái bộ phận chuyên trách thì mình nghĩ là công ty và doanh nghiệp nên có cái bộ phận đấy. Từ khi thành lập phòng phụ trách truyền thông, công ty này đã ghi nhận số lượng khách hàng tìm hiểu về sản phẩm ô tô tăng gấp 4 đến 5 lần. Các chuyên viên quảng cáo trực tuyến của công ty đã tạo ra được sản phẩm liên kết nền tảng từ website đến Google AdWords và Facebook Ads để theo đuổi khách hàng từ lúc biết đến sản phẩm cho đến lúc phát sinh nhu cầu. Một bạn nhân viên marketing online, các công ty, các doanh nghiệp thì người ta chú trọng đến việc là bạn ấy phải có am hiểu về marketing. Thứ nhất là phải có kiến thức về lĩnh vực marketing. Thứ hai là phải am hiểu về các công cụ quảng cáo trực tuyến. Bên cạnh những hãng quảng cáo trực tuyến khổng lồ, thống trị thị trường thế giới như Google hay Facebook, một số công ty quảng cáo nước ngoài đã chú ý tới tiềm năng to lớn của thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam. Trong đó, một số công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị liên kết, affiliate marketing và tiếp thị tự động, programmatic marketing đã hiện diện hoặc có những hoạt động thâm nhập thị trường. Đây chính là cơ hội mở đối với rất nhiều bạn trẻ mong muốn được trở thành chuyên viên quảng cáo trực tuyến chuyên nghiệp. Thành phố Huế vốn vẫn được đánh giá là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước với hàng triệu lượt khách tham quan du lịch mỗi năm. Tuy nhiên thì bên cạnh hệ thống di sản là thế mạnh thì các sản phẩm du lịch về đêm tại đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách và đặc biệt là nhu cầu lưu trú về đêm. Chính vì vậy mà việc đẩy mạnh khai thác không gian du lịch Huế về đêm đang được chú trọng triển khai với sự ủng hộ tích cực của người dân. Tuyến phố trung tâm Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An và Võ Thị Sáu được người dân xứ Huế gọi với cái tên quen thuộc là khu phố Tây. Theo chủ trương của thành phố Huế, vào cuối tháng 9, ba tuyến đường này sẽ được xây dựng thành phố đi bộ trong 3 ngày cuối tuần, kéo dài từ 18 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Sắp tới đây là có cái phố hoàn thành là cái phố đi bộ thì cũng rất là đồng hành, bởi vì là con đường này là khách du lịch đi rất là nhiều. Nếu mà thành một khu đi bộ á thì tất nhiên việc kinh doanh sẽ tốt hơn. Tại đây, bên cạnh các hoạt động thương mại dịch vụ sẵn có, tuyến phố dự kiến sẽ hình thành thêm các gian hàng ẩm thực đặc sản Huế cùng các hoạt động nghệ thuật đường phố đặc trưng để phục vụ du khách. Nói chung là nếu mà cái phố đi bộ mà không có tiếng xe, không có xe các cái loại phương tiện xe đi trên đường này thì cái đoạn đường rất là bình yên, không khói bụi, không bị ô nhiễm môi trường, tức là một cái chủ trương này rất là sáng suốt. Được nhân dân đồng tình ủng hộ và khách du lịch cũng rất là hài lòng. Ngoài ra, thành phố Huế cũng vừa đề xuất thành lập phố đi bộ trên cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương, một biểu tượng văn hóa lịch sử xứ Huế. Phố đi bộ cầu Trường Tiền hình thành sẽ kết nối với trục phố Tây, giúp người dân và du khách thuận lợi hơn trong việc tham quan thành phố Huế về đêm. Và khi đề án được thực hiện, thì chắc chắn rằng dân của thành phố sẽ có một cái sân chơi, nó có một cái nơi để là mua sắm, để là thưởng thức những cái món ẩm thực về đêm. Cái thứ hai nữa, về mục tiêu hơn là tạo được cái điểm nhấn du lịch, như vậy là một cái khu vừa là thương mại, có dịch vụ, vừa ẩm thực, tạo nên một sức hấp dẫn và cho mọi người dân xứ Huế nói riêng và cho du khách trong và ngoài nước nói chung. Bằng việc tích cực khai thác các dịch vụ du lịch như đại nội về đêm, đa dạng hóa các tuyến phố đi bộ đặc trưng, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang quyết tâm xây dựng thành phố Huế trở thành một thành phố du lịch năng động, tạo sự phong phú đa dạng trong tham quan, thưởng ngoạn của du khách khi đến với vùng đất cố đô Huế. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.